tóm tắt sách Gã nghiện giày. Tác giả Phin Knight. Giới thiệu: Gã nghiện giày 2016 là cuốn sách ghi lại cuộc hành trình tạo nên sự nghiệp của Phin Knight, người đàn ông sáng lập nên hãng giày nổi tiếng thế giới Nike. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết được bước đường đi đến thành công của Phin Knight không hề được trải hoa hồng, mà đó là những lần ông phải vượt qua định kiến, vượt qua những vụ kiện thế kỷ, và hơn hết đó là vượt qua chính mình. Quyển sách này dành cho ai? Những doanh nhân trẻ bắt đầu hành trình khởi nghiệp, sinh viên ngành kinh tế, các vận động viên và những người đam mê thể thao. Về tác giả, Phin Knight là một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ. Ông là người sáng lập, cựu CEO và chủ tịch hội đồng quản trị của một trong những công ty thời trang lớn nhất thế giới Nike. Ngoài ra, Phin Knight còn là một tác giả, diễn giả và là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đam mê kinh doanh trên toàn thế giới. 1. Khởi đầu khiêm tốn và sự vươn lên như vũ bão của một đế chế giày dép. Chắc hẳn thương hiệu Nike đã trở nên quá nổi tiếng và quen thuộc với những người yêu thích thời trang trên toàn thế giới. Bằng câu khẩu hiệu Just Do It, cứ làm thôi, hãng Nike đã giúp mọi người vực dậy tinh thần, khuyến khích họ hãy đứng lên làm điều mình thích. Chẳng cần phải e ngại gì cả, điều này đúng với tinh thần lúc mới khởi nghiệp của nhà sáng lập Phin Knight. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết được Phin Knight đã khởi đầu cuộc hành trình vĩ đại của mình như thế nào. Đồng thời bạn cũng sẽ nhận ra, đằng sau ánh hào quang ấy của ông là những nỗ lực phi thường để vượt qua giới hạn và nỗi sợ hãi của bản thân mình. Ngoài ra, trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ biết được cái tên Nike được lấy cảm hứng từ đâu. Làm thế nào mà một loại keo mới có thể giúp công nhân nhà máy tránh được ung thư? Tại sao một huấn luyện viên Olympic lại dùng da cá tuyết để làm giày? 2. Con đường dẫn đến thành công của Nike bắt đầu từ một ý tưởng điên rồ và một chuyến đi vòng quanh thế giới. Vào năm 1962, Phin Knight mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh. Khi ấy, ông là một người nhút nhát và không hề biết cách bán hàng. Tuy nhiên, những trở ngại đó không thể ngăn cản được ước mơ lớn nhất cuộc đời Phin. Ông muốn nhập khẩu giày chạy bộ mang thương hiệu Tiger do công ty Onitsuka của Nhật Bản sản xuất. Ý tưởng đầy táo bạo ấy lần đầu tiên chớm nở trong Phin Knight khi ông đang theo học tại trường kinh doanh Stanford. Vào thời điểm đó, cả giáo sư, bạn học hay thậm chí là cha của ông đều ngăn cản tham vọng tưởng chừng như điên rồ đó. Tuy nhiên, điều đó không hề ngăn được Phin, bởi ông đã dành thời gian đi và chiêm nghiệm ở nhiều quốc gia trên khắp Thái Bình Dương để tìm cơ hội. Trong một lần gặp gỡ với các doanh nhân Nhật Bản, Phin Knight đã mạnh dạn nêu lên mong muốn và ý tưởng của mình. Và khi vị giám đốc điều hành của công ty Onitsuka nói với Phin rằng nếu họ đồng ý cung cấp giày cho ông thì công ty của ông sẽ có tên là gì, Phin Knight đã nhanh trí đáp rằng Blue Ribbon. Và thế là đứng trước thiện ý của Phin Knight, công ty Onitsuka đã đồng ý cung cấp cho ông 300 đôi giày Tiger để bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Trong vài tháng tiếp theo, Phin Knight đã chăm chỉ bán hết những đôi giày mang thương hiệu Nhật Bản cho khách hàng, người thân và bạn bè của mình. Sau khi hoàn thành thương vụ đầu tiên, Phin Knight đã dành thời gian đi du lịch khắp thế giới. Trong chuyến đi ấy, ông đã tìm được rất nhiều cảm hứng về thiết kế và kinh doanh thông qua những điều mà ông được trải nghiệm. Phin đặc biệt yêu thích thành phòng thủ Acropolis và đền thờ Athena Nike, một địa điểm thờ phụng nữ thần chiến thắng của Hy Lạp. 3. Hành trình vươn lên của những gã nghiện giày. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng cần phải có một người truyền cảm hứng, thúc đẩy bản thân ngày càng vươn lên. Đối với Phin Knight, người quan trọng nhất trong sự nghiệp kinh doanh của ông không ai khác chính là vị huấn luyện viên điền kinh Bill Bowerman. Cũng giống như Phin Knight, Bill Bowerman là một gã nghiện giày thực thụ.
ông yêu thích những đôi giày đến mức đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về chúng. Bill thường thay đổi những chi tiết nhỏ của giày để xem nó ảnh hưởng tới thành tích của các vận động viên như thế nào. Bill Bowyer mừng đã không ngần ngại mổ xẻ những đôi giày tốt, sau đó ráp chúng lại với nhau bằng bất cứ vật liệu nào mà ông nghĩ rằng sẽ khiến đôi giày trở nên tốt hơn. Thậm chí ông còn dùng cả da cá tuyết. Mục tiêu của Bill Bowyer mừng chính là làm cho đôi giày càng nhẹ càng tốt, một tính năng mà sau này trở thành đặc trưng của thương hiệu Nike. Khi Phil Knight trở về từ Nhật Bản, ông ấy đã đến gặp Bill Bowyer mừng để đề nghị hợp tác và Bill đã đồng ý ngay lập tức. Khi công ty Blue Ribbon đang còn trong giai đoạn sơ khai thì sự nghiệp huấn luyện của Bill đang lên như diều gặp gió. Ông ấy thậm chí đang huấn luyện các vận động viên thi đấu Olympic. Trong khi huấn luyện, Bill Bowyer mừng thường xuyên sử dụng những đôi giày Tiger nhập khẩu cho các vận động viên đỉnh cao nhất của mình sử dụng. Nhờ đó, hình ảnh thương hiệu đã được công chúng biết đến nhiều hơn, và dĩ nhiên Phil Knight cũng đã bán được nhiều giày hơn. Ngoài ra, Bill Bowyer mừng cũng rất tích cực cải tiến những đôi giày Tiger để chúng trở nên nhẹ hơn và bền bỉ hơn. Phiên bản mới được Bill gọi là Cote. Nhận thấy sự ưu việt của Cote, Phil Knight đã đàm phán với công ty Onitsuka để họ sản xuất hàng loạt những đôi giày phiên bản mới này. Ngay lập tức, công ty non trẻ Blue Ribbon đã thành công khi doanh số bán hàng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, sự thành công Blue Ribbon không chỉ đến từ Cote mà đó còn là nhờ những nhân viên độc nhất vô nhị của Phil Knight. 4. Những nhân viên độc nhất vô nhị của Blue Ribbon đã góp phần tạo nên thành công của công ty. Khi Blue Ribbon dần đi vào quỹ đạo, Phil Knight đã tuyển thêm những người đáng tin cậy. Họ là người tin tưởng vào tầm nhìn và sứ mệnh của ông. Tuy nhiên, nhân viên của Blue Ribbon không phải giống như những nhân viên văn phòng điển hình, mà họ là tập hợp của những con người tuy lập dị nhưng vô cùng xuất chúng. Như đã nói, các nhân viên của Blue Ribbon đều tin tưởng tuyệt đối vào Phil và tầm nhìn của ông, thế nên họ luôn toàn tâm toàn ý cống hiến cho công ty. Chẳng hạn, nhân viên toàn thời gian thời kỳ đầu của công ty tên là Jeff Johnson đã làm việc không biết mệt mỏi. Ông thậm chí đã thức trắng đêm để thiết kế nên những đôi giày sáng tạo cũng giống như công việc mà Bill Bowyer mừng đã làm. Để giữ cho tập thể Blue Ribbon vững mạnh, Phil Knight cũng thường xuyên tổ chức những bữa tiệc tập thể mang tên Boothface. Tại sự kiện này, mọi người có thể vui chơi, ca hát, uống rượu hay thậm chí là hét vào mặt nhau khi đã say mềm để giải tỏa hết những tâm tư đang có. Để rồi khi bữa tiệc tan đi, mọi người lại có thể vui vẻ cùng nhau hoàn thành công việc. Trong công việc, Phil Knight luôn áp dụng phương châm lãnh đạo của tướng George Patton, đó là đừng chỉ mọi người cách làm việc. Hãy nói cho họ biết phải làm gì và bạn sẽ phải ngạc nhiên với kết quả mà họ đạt được. Ngoài ra, Phil Knight cũng rất tích cực tham khảo ý kiến của các nhân viên khác mỗi khi cần đưa ra những quyết định lớn cho công ty. Vào năm 1971, công ty Blue Ribbon đã quyết định ngừng bán giày của Onitsuka và bắt đầu sản xuất những đôi giày của riêng mình. Tuy nhiên, cái tên Blue Ribbon đã không còn phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của công ty nữa, vậy nên Phil cần một cái tên thay thế. Thay vì tự mình xây dựng thương hiệu mới cho công ty thì Phil đã tham khảo ý kiến của các nhân viên. Và người nhân viên kỳ cựu Jeff Johnson đã gợi ý cho Phil một cái tên rất hay, đó là Nike. Cái tên này làm Phil vô cùng thích thú bởi nó trùng với tên của đền thờ Nike ở Athens, nơi ông đã từng đặt chân tới trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới. 5. Các vụ kiện với Onitsuka và chính phủ đã đe dọa tới sự tồn tại của Nike, nhưng công ty vẫn trụ vững. Con đường dẫn tới thành công không bao giờ bằng phẳng. Với Phil Knight, ông đã phải trải qua hai vụ kiện lớn, thậm chí đã có những lúc chúng từng đe dọa sẽ xóa tan hoàn toàn sự nghiệp mà ông đã vất vả xây dựng bấy lâu nay. Vụ kiện đầu tiên xảy ra vào năm 1973 khi công ty Onitsuka kiện Blue Ribbon ở Nhật Bản về các chi phí phát sinh do vi phạm hợp đồng.
Điều này xảy ra khi Blue Ribbon bắt đầu tự mình sản xuất và phân phối những đôi giày mang thương hiệu Nike. Để phản công, Blue Ribbon đã kiện công ty Onitsuka tại Hoa Kỳ vì công ty này vi phạm hợp đồng cũng như vi phạm nhãn hiệu. Theo đó, dù Blue Ribbon đã ký hợp đồng độc quyền để phân phối dòng giày Điền Kinh Tiger tại Mỹ, nhưng phim có thông tin mật tiết lộ rằng Onitsuka đang lên kế hoạch để tìm kiếm thêm một nhà phân phối khác tại Mỹ cuối cùng. Phán quyết của tòa án đã có lợi cho Blue Ribbon và Onitsuka được lệnh phải bồi thường thiệt hại. Vụ kiện lớn thứ hai mà Phil Knight từng phải đối mặt xảy ra vào năm 1977. Khi đó, Knight được thông báo rằng công ty đang bị nợ chính phủ lên tới 25 triệu đô la. Nguồn cơn của vấn đề là do các đối thủ cạnh tranh của Knight ở Mỹ như Kicks và Converse gây nên. Theo đó, đối thủ đã bắt tay nhau tố cáo Nike vi phạm luật giá bán của Mỹ. Luật này quy định rằng một số loại giày nhất định sẽ phải chịu thuế hải quan cao hơn bình thường và Nike bị cáo buộc đã vi phạm và nợ thuế. Mặc dù tin rằng công ty mình không sai, thế nhưng Phil Knight cũng biết rằng nếu cứ cố chấp mà đối đầu với chính phủ thì về lâu về dài, Nike sẽ gặp bất lợi lớn. Chính vì vậy, trong một cuộc đàm phán với cơ quan chức năng, ông đã chấp nhận mức bồi thường 9 triệu đô la Mỹ để giải quyết mọi vấn đề. Và nhiều người cho rằng đó là một quyết định khôn ngoan. 6. Phil Knight lo sợ rằng việc IPO sẽ làm ảnh hưởng đến văn hóa độc đáo của Nike. Phil Knight đã từng phải rất vất vả mới có thể vượt qua được những trở ngại lớn để công ty tiếp tục hoạt động. Vậy làm thế nào mà Nike lại có thể trở thành một thương hiệu hàng đầu thế giới như ngày hôm nay? Mặc dù Phil Knight không chắc rằng chiến thắng có ý nghĩa như thế nào đối với mình, nhưng ông biết chắc rằng mình không muốn trở thành kẻ thua cuộc. Điều này là do một phần ông không muốn làm cha mình thất vọng, còn một phần nữa vì ông muốn nhân viên của mình ai cũng có tương lai tươi sáng. Chính những điều này đã thúc giục ông không ngừng vươn lên. Khi Knight chuẩn bị IPO, Phil Knight biết rằng nếu thành công thì công ty có thể giải quyết được một số vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, đồng nghĩa với đó cũng là lúc Knight sẽ bị phụ thuộc vào cổ đông, từ cả tài chính lẫn văn hóa công ty. Thế nên Phil đã rất do dự. Nhưng vụ kiện trị giá 25 triệu đô la Mỹ năm 1977 đã khiến Knight gần như chênh choáng và khánh kiệt, nên IPO là điều ắt phải diễn ra. Nhưng rất may là một trong những cộng sự của Phil đã có ý tưởng sáng tạo về cách thiết kế cấu trúc cổ phần của công ty. Để đảm bảo rằng Phil sẽ vẫn nắm quyền và bản sắc kinh doanh của Nike vẫn được giữ nguyên. Cho đến ngày nay, thành công của Nike đã chứng minh rằng tầm nhìn và sứ mệnh của Phil Knight đã đúng, khi Nike là một trong những công ty lớn nhất thế giới. 7. Thông qua việc cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên và đối xử tốt với các vận động viên được tài trợ, Nike đã trở thành đế chế thực sự trong ngành thời trang. Kể từ khi thành lập, Nike đã luôn hoạt động với phương châm chính trực và chất lượng. Chính thái độ này đã giúp công ty giữ chân được khách hàng, thậm chí có người đã từng gắn bó với những đôi giày của Nike suốt cả cuộc đời. Trong quá trình hoạt động, Nike cũng đã rất nỗ lực cải thiện chất lượng và tiêu chuẩn lao động, giúp cho công nhân nhà máy làm việc an toàn hơn. Ngoài ra, công ty cũng rất quan tâm đến đời sống vật chất của công nhân khi thường xuyên tăng lương và quan tâm tới chế độ phúc lợi của họ. Hơn nữa, Nike đã phát minh ra một loại keo gốc nước vô cùng đặc biệt. Nó vừa không độc hại lại có công dụng kết dính rất cao. Từ khi phát minh ra loại keo này, số lượng công nhân bị ngộ độc khí keo đã giảm đáng kể. Và với sứ mệnh cao cả của mình, Nike đã không giữ công thức loại keo đặc biệt cho riêng mình mà sẵn sàng chia sẻ cho cả các đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt, Phil Knight xem tất cả những vận động viên được Nike tài trợ như những người bạn thực sự chứ không chỉ là phương tiện để bán sản phẩm. Vì sự tôn trọng này, nhiều vận động viên đã trở thành bạn của Phil, giúp ông vượt qua thời gian khó khăn của cuộc đời. Chẳng hạn, khi con trai của Phil qua đời trong một tai nạn, nhiều vận động viên được Nike tài trợ đã viết thư hoặc gọi điện để chia buồn cùng ông,
chính sự chân thành, chính trực và chất lượng của Nai đã mang đến cho công ty sự thành công mỹ mãn. Ngày nay, Nai là một trong những hãng sản xuất giày dép, thời trang lớn nhất hành tinh. Những sản phẩm của công ty đã và đang tiếp cận được với nhiều tầng lớp của xã hội, từ bình dân tới cao cấp. Và có thể nói, Nai là thương hiệu gần gũi đặc biệt với mọi người. Tổng kết, thông điệp chính trong cuốn sách này: không gì là không thể. Chỉ cần tin vào ý tưởng và nhiệt huyết của bản thân cộng với quyết tâm mạnh mẽ thì bạn có thể đạt được những điều phi thường. Cũng giống như Phil Knight vậy, từ một cậu sinh viên nhút nhát, ông đã vượt qua định kiến, vượt qua chính mình để xây dựng nên đế chế thời trang, giày dép lớn nhất nhì thế giới. Lời khuyên hữu ích: hãy kết thân với những người mà bạn có thể tin tưởng. Khởi nghiệp thành công đòi hỏi rất nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố quan trọng nhất là bạn phải có những đồng đội thân cận, những người mà bạn có thể trao trọn niềm tin, cả trong đời sống lẫn trong công việc. Bạn nên đọc thêm cuốn sách Losing My Virginity, Đường ra biển lớn, của tác giả Richard Branson. Đường ra biển lớn là cuốn tự truyện bán chạy nhất thế giới của tỷ phú tự thân Richard Branson. Trong cuốn sách này, ông đã kể chi tiết về những cuộc phiêu lưu đặc biệt của đời mình, bắt đầu bằng việc bỏ học, thành lập hãng thu âm và bắt đầu hành trình thám hiểm băng qua Đại Tây Dương trên một chiếc tàu cao tốc. Về bản chất, đường ra biển lớn cho chúng ta biết được những đặc điểm như sự thông minh, lòng quyết tâm và tư duy mạo hiểm đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc tạo nên sự thành công của Richard Branson. Cảm ơn bạn đã nghe tóm tắt sách Gã nghiện giày của tác giả Phil Knight tại Truyền Cảm Hứng. Nếu có điều kiện hãy mua và đọc cả cuốn sách để ủng hộ tác giả, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.